gmail.com. Sáng nay anh Lập Công đã nhận được xe Pajero 6 rất đúng hẹn. Anh khui thùng xe rất đẹp, hình như đẹp hơn trong hình. Nhìn rất không ý, trong mấy ngày anh chạy thử rất êm và nhẹ đúng như lời shop giới thiệu. Khi qua thử nghiệm xe, anh thấy shop nói rất uy tín và đúng những lời giới thiệu trên online. Nếu sau này anh có mua xe tiếp thì anh cũng sẽ mua quả xe của vip.com vì rất thích sự uy tín của shop. Và đây là list xe anh đã nhập. Xe rất đẹp. Đây là những đồ xe tốt trên mạng. Mình cảm ơn shop rất nhiều. Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ đánh giá của anh Công ở Đồng Nai. Anh đã mua online chiếc xe đạp Savaro 6. Đây là siêu phẩm đua tại shop xe đạp thể thao vip.com. Qua chia sẻ của anh thì từ lúc mà đặt hàng, nhận hàng thì anh rất là hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ từ shop xe đạp thể thao vip.com. Và bạn đang cần tìm mua xe thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn và mua những chiếc xe đạp như ý, bởi vì shop đang bán rất là nhiều loại xe bạn nhé. Từ xe đua, địa hình, hybrid, touring, xe nam, xe nữ, nhiều thương hiệu, nhiều mức giá, nhiều chủng loại. Và bạn đến với shop sẽ có nhiều sự lựa chọn để mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Và sau đây sẽ là trích đoạn video gửi xe cho anh Công ở Đồng Nai. Mời bạn cùng xem kiểm tra chi tiết chiếc xe. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, tôi tiếp tục kiểm tra những chiếc xe của khách hàng trên toàn quốc để gửi cho bên vận chuyển để giao đến tận nhà cho các bạn đã mua xe online tại shop xe đạp thể thao vip.com. Hiện nay shop xe đạp thể thao vip.com đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua, xe địa hình, hybrid, touring, xe nam, xe nữ, xe gấp, rất nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và nhiều mức giá. Và bạn đến với shop xe đạp thể thao vip.com, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để tìm cho mình được chiếc xe đạp ý. Và trong video này, shop kiểm tra chiếc xe đạp Sava của anh Công ở Đồng Nai. Vâng, hôm thứ bảy thì anh Công ở Đồng Nai đã liên hệ với shop để cọc tiền và mua chiếc xe đạp Peter Thunder màu đen tem đỏ. Nhưng đến 4 giờ chiều thứ bảy, anh liên hệ lại với shop và bảo hãy từ từ chuyển hàng em nhé, để anh nghiên cứu lại và đổi sang loại xe khác. Em gửi mẫu xe Savaro 6 đi. Vâng, mẫu xe đua Sava full carbon, full Shimano 1.5R7000 Savaro 6 đã từng làm mưa làm gió trên thị trường xe đua, với thiết kế kiểu dáng sang trọng, màu sắc đa dạng và phong phú. Và shop hiện nay đang có đủ màu, đủ size để cho anh lựa chọn. Và sau đó anh Công đã quyết định chọn cho mình một em Savaro 6 màu đen ghi vô cùng sang trọng và đẳng cấp đây. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp Savaro 6 này, có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop cũng đã làm review soi cận cảnh chi tiết rồi. Và để nhanh chóng hơn, hãy liên hệ ngay với shop qua số điện thoại 0983315936 để shop tư vấn cũng như là gửi hình ảnh, đường link để bạn xem nhanh nhất. Và đây chính là chiếc xe đạp Savaro 6 màu đen ghi của anh Công ở Đồng Nai. Đây bạn nha, Sava, thương hiệu Sava, road bike R6 size 48 màu đen ghi. Savaro 6 thì đang có rất là nhiều màu, có màu đen đỏ, màu đen ghi, màu đen vàng, màu đỏ trắng bạn nha, và có size 48-50. Và anh Công thì mua chiếc size 48, đài xuống kiểm tra luôn. Đây bạn nha, size 48 chính xác. Full carbon gồm khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon và tay lái carbon. Đặc biệt thì chiếc xe đạp của hãng Sava thì chuyên sản xuất xe đạp cao cấp, cho nên là sử dụng sợi carbon cao cấp, nguyên liệu cao cấp để sản xuất cho những chiếc xe đạp thương hiệu Sava này. Sợi carbon của hãng Touré Nhật Bản, chiếc xe đạp này cực kỳ chất luôn bạn nha, cực kỳ chất luôn.
vành carbon cao tới 5cm này bạn ạ. Đó, nhân kiểm tra xe cho anh Công thì shop cũng sẽ review luôn. Đó, phanh trước phanh sau 1.5R7000 full group luôn bạn nhé. Tay để lắc gạt đĩa gạt lip 1.5R7000. Đây. Rất tuyệt vời, chạy đồng bộ như này thì không thì mình có thể so sánh được, và group này thì được sản xuất tại Nhật Bản cho nên là rất là bền và tốt luôn. Còn đây là chiếc xe đạp của anh Hạnh ở Cao Bằng, và anh mua chiếc xe đạp Peter Thunder size 48. Đối với dòng xe đạp Peter thì shop đang bán rất là nhiều hàng ngày luôn, giá rẻ không lối thoát, đến với shop chỉ chọn model, chọn màu và chọn sạc sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Và bạn đang cần tìm mua xe hãy đến với shop xe đạp thể thao Vietcombank, chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.